Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là tối ngày 17 tháng 6 năm 2020 và bây giờ thì cũng là hơn 11 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về để ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn chữ ưng là sản phẩm bên mình có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ. Các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con sản phẩm là Samsung, con này là A21S nhá. Đấy ạ, Samsung con A21S, con này là máy mới nguyên hộp phụ kiện các bạn nhé. Này, con này thì là máy mới nguyên siêu nguyên hộp phụ kiện các bạn nhá. Máy mới nguyên siêu nguyên hộp phụ kiện các bạn nhá. A21S đấy. Đấy. A21S thì con này là bản, con này thì mới ra nhá. Đấy. Con A21S thì bên mình đang bán các bạn với giá là 3.700.000 này. Đấy, giá mình sẽ ghi luôn đấy nhá, là 3.700.000 A21S nhá, Samsung A21S đấy. Đấy, mình sẽ nói qua về cấu hình con này. Thì là màn hình con Samsung A21S ấy thì là cấu hình của nó là 6,5 inch. Là màn hình là HD cộng nhá, màn hình là 6,5 inch HD cộng này, A21S đấy. Đấy. Con này là bản công ty 2 SIM. Thì là cấu hình con này là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB nhá. Đấy. Máy đang chạy Android 10 luôn này. RAM 3GB, bộ nhớ 32GB. Đấy, RAM 3GB, bộ nhớ 32GB. Con này thì là máy mới, nguyên siêu, nguyên hộp phụ kiện nhá. Đấy, hộp phụ kiện thì đây thì có sách hướng dẫn này. Và đây thì là có củ sạc Samsung này, que chọc SIM này và dây sạc Samsung nhá. Máy mới hầu như bây giờ họ hay cắt tai nghe nhá. Cắt bớt tai nghe các bạn nhá. Đấy, chỉ có que chọc SIM này, củ sạc, dây sạc này. Và siêu thôi. Và đây là sách hướng dẫn trong này thôi các bạn nhá. Không có cái gì khác cả. Này, hộp hiếp này. Đơn giản lắm. Đấy, mình sẽ nói nhìn qua tổng thể này. Đấy, con A21S thì máy thiết kế rất là đẹp nhá, được bo tròn các cạnh rất là đẹp này. Đấy. Camera thì là gì nhỉ? Camera thì là 1 2 3 4, 4 camera. Đấy, 4 camera này, vân tay này, đèn flash này. Thì dung lượng pin con này là dung pin của nó là trong viên bị là pin 5000 các bạn nhá. Viên pin 5000 nhá. Nói chung là 5000 các bạn dùng quá là ok luôn rồi. Thì mình sẽ kết nối wifi cho các bạn nghe nhạc thử sản phẩm Samsung A21S này các bạn xem như thế nào nhé. Đấy, con sản phẩm này thì mới ra, đã có hàng thanh lý rồi nên là các bạn cứ yên tâm về giá cả sản phẩm A21S này bên mình nhá. Nhà mình hôm nay về thì mỗi một chiếc nhá. Đấy, chúng những dòng máy mới Android 10 chạy mượt lắm. Đấy. Cái nối sai mạng hay sao đấy. Nhanh lắm. Mạng mình lỗi à? Mình sợ suốt ngày nhảy ra nha khoa. Nhà mình thì đây mà. Đấy, mình đã kết nối thành công nhá. Mình thử xem phim nghe nhạc xem này. Đây, camera trước rất là gì nhỉ? Rất là thiết kế rất là sinh động này. Camera trước thì là ở bên trong màn hình luôn các bạn nhá. Như kiểu là S 10 mình nốt S10 bây giờ này. Đấy. Camera rất là các bạn nhìn 4 5 camera các bạn xem như nào. Đây. Đây video nó rất là nét này. Đây, ảnh mũi oanh. Nói chung là camera của nó thì là 4 camera. Lấy nét rất là tốt nhá các bạn nhé. Đây. Đây. Lấy nét rất là tốt, đấy, camera rất là nét, camera trước nhá. Mình thử camera trước này. Đấy, camera trước rất là nét, rất là đẹp này. Đấy, chụp ảnh rất là đẹp nhé. Camera trước thì ở đây rất là đẹp. Các bạn mua về tặng cho bà xã hoặc là người yêu quá tuyệt vời luôn. Đấy. Bài mình sẽ bài lên phố đi. Đấy. Đấy. Loa nghe rất là sướng, chân sạc tai xì. Đấy, loa nghe rất là phê sướng các bạn nhé. Đây, màn hình là 6,5 inch các bạn, quá tuyệt vời luôn rồi. Đấy, camera thì như kiểu là S10 này. Đây, camera này. Bật lên thì các bạn, đấy, ở trong màn hình luôn nhé. Camera thì ở bên trong màn hình nhé, rất là sinh động nhé. Đấy, Android 10. Ví dụ nhà các bạn mà có bà xã, các bạn mua về tặng cho bà xã dùng những sản phẩm Samsung này, chính hãng này các bạn dùng thì quá tuyệt vời luôn. Chỉ đập máy mới hỏng thôi, bình thường lỗi vặt rất ít nhá.
Đấy, tặng bà xã hoặc là tặng người yêu, người thân cũng rất là tuyệt vời, ok nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A20s này các bạn, A20 A21s này các bạn, những cái hàng mình sớm nhất nhá. Một là qua Zalo, đây số này mình dùng dành cùng Zalo. Và hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại mình, và đây là địa chỉ cửa hàng nhà mình. Các bạn nào gần địa chỉ cửa hàng mình, các bạn có thể là qua trực tiếp là test và giao lưu trao đổi thoại cũ mới. Đây. Con này thì bên mình đang thành ý bạn giá là 3.700.000 nhá. Máy mới nguyên hộp nguyên siêu, nguyên hộp nguyên siêu phụ kiện nhá. Đấy, nó sẽ lại ngon nhỉ. Đấy. Nói chung là những sản phẩm này các bạn dùng thì quá yên tâm, quá ok, không bao giờ phải lo nghĩ. A21s con này thì mới ra nhé, đã có hàng thanh lý cho các bạn rồi. Đó. Nhanh lắm, bây giờ thì... Đấy, rất là rẻ nhá, 3.700.000 nhá, rất là rẻ. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 5s. Đấy, iPhone 5s thì hôm nay nhà mình vừa mới về con này. Này, con này thì máy màu trắng nhá, 5S màu trắng đấy ạ. Con này thì hình thức còn 90%. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 1 triệu đồng nhé. Con này bên mình đang thanh lý bạn giá là 1 triệu đồng nhé. iPhone 5S. iPhone 5S thì con này là vân chân vân tay đầy đủ hết các bạn nhé. Con này thì vân chân vân tay đầy đủ. Con này thì máy màu trắng đây. Đằng sau thì đây là chỉ là cái kiểu là cái miếng keo mình bóc ra ấy. Keo dán nhé. Mai mình vệ sinh thì lại sạch nhé. Keo của miếng người ta dán ấy. Đây, 5S ấy. 1 triệu đồng máy màu trắng. Đó, nửa đêm cũng có người gọi, nhiều khi rất là khó chịu. Nhiều khi mình còn làm việc mình ngủ nhưng bây giờ muộn quá rồi đấy. Các bạn gọi cho mình thì sớm sớm một chút nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 5S 1 triệu này các bạn nhắn tin mình là sớm nhất nhá. Con này thì mình sẽ tặng kèm bạn cái ốp kiểu của khách dùng theo máy đây. Các bạn dùng thì dùng, các bạn vứt đi thì cũng vứt được, tùy các bạn nhá. Đấy, iPhone 5S 1 triệu đồng nhá, rất là rẻ. Rất là rẻ, vân chân vân tay đủ. Ngày trước con này là siêu phẩm 10 mấy 20 triệu cơ, nhưng mà bây giờ chỉ với giá 1 triệu đồng, rất là rẻ nhá. Đây, và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con iPhone 6 thường. Đây, con này thì là 1.500.000. Đây, giới thiệu nhá, iPhone 6 thường con này là bản Mỹ 64GB, máy tình trạng là bị mất vân tay. Đây, mất vân tay, còn đâu tất cả là dùng bình thường. Đây, hình thức là máy đẹp còn độ 85-90%. Con này thì vệ sinh rất đẹp, nói chung là còn 90% nhé. Màu gray, mất vân tay, 64GB. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.500.000. Đây, iPhone 6 thường, bản Mỹ 64GB. Mất vân tay bên mình đang thanh lý bạn với giá là 1.500.000, rất là rẻ nhé. Đây, rất là rẻ cho bạn nhé. Đấy, và ba con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là đồng giá với giá 900.000 một con nhé. Đây là một con Samsung J2 Bright này. Đây là một con Vivo, con này là A51 nhé. Con này thì là RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB này. Con này thì cũng là A, con này là A53. Gì nhỉ? I53. I53, Vivo I53. Con này thì cũng là RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Hai con này bên mình đang thanh lý mạng giá là 900.000 một con nhé. Đây, 900.000 một con này. Máy khá là đẹp này. Khá là chắc chắn đẹp nhé. Hai con này đều khá chắc chắn là đẹp nhé. 900.000 một con nhé. Con Samsung J2 Bright này cũng là 900.000 một con nhé. Đấy, ba con này bên mình đồng giá với bạn về giá 900.000 một con nhá. I53 này, I51 này và J2 Bright. Bạn nào mà mua tặng cho ông bà, bố mẹ, người thân hoặc là các nhà các bạn có các em nhỏ đi học ấy thì vào này cũng đi học rồi. Các bạn mua tặng phẩm mà các em nhỏ đi học rất là ok nhá. Đây ạ. Thì mình sẽ combo con này luôn, và con này là con Oppo A37 này. A37 thì con này là 1 triệu các bạn nhá. Con này là RAM 2GB, bộ nhớ trong con này là 16GB. Đây A37 1 triệu nhá. Đấy, rất là rẻ. A37 1 triệu đấy ạ. Đấy, con này 1 triệu này. Con này 900 này. Đấy, 900, 900 và 900 đấy nhá. Nhà các bạn mà có em nhỏ các bạn mua về những sản phẩm này về, nói chung là bị đi học hay hiếc ấy, mất thì cũng vô tư nhá. Chẳng may nó cũng không nhiều tiền quá mà không đắt tiền quá nó không sốt ruột. Đấy. RAM 2 này. RAM 2 ba con này đều là RAM 2 bộ nhớ trong 16GB, 900k, 900k, 1 triệu và con này thì là của 900 thôi. Ba là 900 rất là rẻ, 1 triệu nhá. Đấy. Thích, bạn nào mà thích sản phẩm mấy con này thì các bạn nhắn tin hàng mình là sớm nhất. Đây, một qua Zalo. Và hình thức mua hàng bên mình rất nhiều thức. Nếu các bạn nào tin tưởng bên mình rồi, các bạn phải chính thức là chuyển khoản trước. Còn các bạn nào chưa tin tưởng bên mình, các bạn phải chọn thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán, các bạn phải cọc phí ship cho mình 50k và 100k tùy theo mức giá sản phẩm của các bạn nhá. Hoặc các bạn có thể gần địa chỉ cửa hàng mình đây thì các bạn có thể mua trực tiếp, và tất cả giá bên mình thì đã sẽ có báo giá chi tiết cho các bạn. Thì các bạn ưng và thích sản phẩm của mình và ưng giá mình có thể nhấc máy lên liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại cho mình để mua bán, giao lưu trao đổi nhá.
Và tất cả sản phẩm bên mình đều có lỗi đổi một tuần và bảo hành 6 tháng cho bạn, nên các bạn cứ yên tâm sử dụng nhé. Đấy. Rất là rẻ, toàn máy chống cháy cho học sinh, sinh viên. Đấy, các bạn mua về làm một máy phụ và tặng cho các em nhỏ cũng rất ok nhé. Học sinh cấp 1, cấp 2 dùng rất ok ạ. Đấy. Tội gì mà không mua. Thì theo cái lời khuyên của mình thì các bạn nên đi mua hàng online nhé. Thì mình theo lời khuyên của bạn, tại vì nắng nôi này các bạn phải dì ra ngoài nhà đâu. Người ta mang bê điện thoại về tận nhà cho các bạn nhé. Các bạn test máy móc ok, các bạn xuống tiền ra tiền thôi. Rất là ok. Lỗi thì các bạn gửi về bên địa chỉ cửa hàng mình đây, thì mình sẽ đổi máy khác và sửa chữa cho các bạn. Rất là ok, rất là đơn giản nhé. Bây giờ bưu điện hay là Viettel các kiểu ship cực kỳ đơn giản, nên là các bạn đừng lo vấn đề là ship xếp các kiểu nhé. Có vấn đề gì các bạn cứ thể gửi trực tiếp qua cửa hàng của mình nhé. Đấy, rất là ok, rất là giá rẻ. Đây mình còn một con giá rẻ nữa nhưng mình quên, mình sẽ nhận nốt ra cho bạn. Thôi để mình mai mình sẽ thanh lý cho bạn đi. Hôm nay thì mình có ngần này mình thanh lý các bạn đi. Đấy, điện thoại giá rẻ nhá, rất là rẻ nhá. Đấy. Đấy. Quan là giá học sinh sinh viên luôn. Và đây là sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay. Nhà mình về là con này là con Redmi, con này là Xiaomi Note 3 nhá. Đây. Redmi Note 3. Cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB. Đấy, Note 3 này, hình thức con này còn độ 90%. Máy thì có vân chân vân tay đầy đủ. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 1.400.000 nhá. Đấy, Xiaomi Redmi Note 3 này ạ. Cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 1.400.000. Đấy, 1.400.000. Hình thức máy mà khá là đẹp đấy các bạn nhé. Đây 1.400.000. RAM 3, bộ nhớ 32GB. Đấy, 1.400.000. Tội gì các bạn phải mua đâu. Đấy. Đây có ni lông đấy, khách vẫn còn dán ni lông. Ni lông cam luôn, rất là nét đấy. Mình bỏ cái ni lông cam ra rất là nét đấy, rất là đẹp nhá. 1.400.000 còn sản phẩm Redmi Note 3 này các bạn nhá. Đấy, rất là rẻ, toàn thanh lý chiên các loại game nhá. Những sản phẩm Samsung, Oppo, Xiaomi này, các bạn chỉ có đập máy mới hỏng thôi, còn bình thường các bạn lỗi vặt rất ít nhá. Đấy, rất là rẻ, toàn máy giá rẻ cho các bạn. Kênh YouTube của mình là chủ yếu máy cho học sinh cấp 1, cấp 2, cấp 3 và các bạn học sinh và các bạn mà lao động mà thu nhập trung bình nhá. Đấy, rất nhiều điện thoại giá rẻ. Ở đây mình còn con nữa đây. Con này cũng 900.000 này. Này. VinSmart BBE này. Đây, VinSmart BBE 900.000 nhá. Đấy, VinSmart BBE 900.000 nhá. Đấy, toàn máy 900.000. Đấy, VinSmart BBE 900.000 nhá. Đấy, bạn nào thích sản phẩm VinSmart BBE này các bạn nhớ thẻ hàng mình sớm nhất nhá. VinSmart BBE 900.000 rất là rẻ. Đấy. Toàn máy giá rẻ thôi. Đây. Buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được tất cả là 5 con S7 nhá, 5 con S7 này. Đấy. 5 con S7. Mình sẽ thanh lý đọc từng tên con một nhá. Đây mình sẽ tới hiệu từ con này. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là một gì nhỉ? Con này thì máy đẹp. Con này thì là máy rất là đẹp nhá. Nó chỉ bị xước mỗi hôm này các bạn nhá. Xước mỗi hôm. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 1.800.000 nhá. S7. S7 nói chung là S7 thì mình sẽ nói sơ cua qua về cấu hình con 7 S7 này. Nói chung S7 dùng thích lắm. S7 thì này là màn hình của nó là 5.1 inch, thì là màn hình của nó độ phân giải là 2K các bạn nhá. Đấy, con S7 là màn hình độ phân giải là 2K. Cấu hình con S7 này là RAM 4GB, bộ nhớ là 32GB. Con này là chạy chip Exynos 8890 8 nhân nha các bạn nhá. Pin của nó là pin 3000 có sạc nhanh. Pin 5000 à pin 3000 có sạc nhanh nhá. S7 nói chung các bạn dùng S7 nó thật về sướng hơn sản phẩm nhiều sản phẩm Oppo hay là nói chung những sản phẩm Oppo mà RAM 3GB, 4GB nó thật với các bạn nó quá là nhanh luôn. Tại vì ngày trước con này thì là biết tại sao nó bây giờ nó vẫn khỏe không mà vẫn có giá. Thứ nhất là cái màn hình của nó rất đẹp. Màn hình của nó độ phân giải 2K rất là đẹp ạ. Còn những sản phẩm mà gì nhỉ? 2K này, còn những sản phẩm mà tại vì ngày trước con này là ra nó cũng là máy là siêu phẩm. Mấy chục triệu cơ, 20-30 triệu cơ. Đâm là rất là ok nhá, dùng rất là ok. Còn S7 này ạ. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.800.000 nhá. Đấy, 1.800.000 đấy nhá. Mình con này thì mình sẽ đánh dấu là con số 1. Con này thì một sim nhá. Một sim nhá, con này thì là một sim ạ. Đấy, S7 một sim.
số 1 này. 1 triệu này, 800k này. Đấy, một sim nhá. RAM 4 bộ nhớ 32GB các bạn dùng quá là phê luôn. Đây mình sẽ nghe sản phẩm, nghe nhạc sản phẩm S7 cho các bạn xem. Quá là tuyệt vời luôn. Đây màn hình độ phân giải 2K các bạn, quá là ok rồi. Đấy. Lên phone. Đây, nghe nhạc thì quá là ok rồi. Nói chung là các bạn nghe bọn này thì nói thật với các bạn luôn. Nghe nhạc vàng thì các bạn quá là sướng rồi. Đây, nghe nhạc thì quá là phê rồi. Màn hình độ phân giải 2K thì quá là sắc nét các bạn nhé. Đấy, con này thì bên mình đang thành lý giá một giá là 1.800.000 nhá, con số 1 này. Đây, và con số 2. Và con số 2 thì bên mình sẽ thành lý các bạn với giá xem này. Con số 2 con này cũng là một sim. Đấy, một sim, con này thì máy đẹp. Con này thì bên mình đang thành lý các bạn giá là 1.900.000 nhá. Con này thì 1.900.000 các bạn nhé. S7 nhá. Tất cả sản phẩm Samsung S7 bên mình thì là màn đẹp nhá, không ám ố nhá, nên các bạn yên tâm nhá. Đấy, con này thì là 1.900.000, rất là đẹp. Triệu 900k này, con này là số 2 này. Số 2 nhá. Số 2 1.900.000 nhá. Đấy. Con này thì máy rất là đẹp nhá. 1.900.000 này. Đấy. Đấy. Và con này thì là gì nhỉ? 1.900.000 nhá. Con này thì là bản công ty 2 sim. Đấy, con này là bản công ty 2 sim. Con này thì bên mình đang thành lý bạn giá là 1.900.000 nhá. Đấy, 1.900.000. Con này thì là một sim. Đấy, một sim nhá, 1.900.000. Con số 3 này cũng là bản công ty 2 sim này. Đó, nói chung lắm, thao lựa chọn. Dán ở đây thì mai bóc ra xin. Cho nên dán màn hình đi. Đấy, để các bạn để đọc số cho mình là dễ nhớ nhá. Số 3 này, 1.900.000 này. 2 sim nhá. Đấy. 2 sim nhá, 1.900.000 nhá, rất là rẻ cho các bạn. Đấy. Đấy, 1.900.000 nhá. Đấy. Và con này là con này thì là bản một sim nhá. Con này bản một sim ạ. Này con này bản một sim. Thì là máy con này còn khá là đẹp nhá. Con này thì khơi, con này đẹp này, đẹp keng luôn này. Con này thì là cũng là 1.900.000 các bạn nhá. Đấy, con này là số 4 nhá. Số 4 một sim. 1.900.000 rất là rẻ nhá. Đấy, S7 này, rất nhiều thành lý giá rẻ cho các bạn. Và con cuối cùng. Con này thì là 1.800.000 nhá. Đấy, con này là bản công ty 2 sim. Con này bản công ty 2 sim thì lưng nó chỉ bị hơi bị chóc chóc một tí thôi các bạn nhá. Đấy. Chóc một tí nhá. Con này thì là bên mình đang thành lý bạn giá là 1.800.000. Hôm thì hơi phải một chút thôi. Để lưng thì hơi chóc một tí. Con này là bản công ty 2 sim nhá. Bên mình đã thành lý bạn giá là 1.900.000 nhé. À sorry các bạn, 1.800.000 nhé. Đấy. Con này là con số 5. 800.000. Đấy, con này là bản công ty 2 sim. Đấy. Đấy, rất ok. Thì tất cả sản phẩm bên mình sẽ báo giá cho các bạn luôn. Thì các bạn ưng sản phẩm bên mình và ưng giá với mình, các bạn nhấc máy lên liên hệ trực tiếp qua số điện thoại nhà mình nhá. Đấy, tất cả nhà mình có S7 các kiểu đấy nhá. Đấy, mình sẽ báo giá luôn nhá. Và sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con Note 5. Đấy, con Note 5 này thì là RAM 3GB, RAM 4GB, bộ nhớ là 32GB. Đấy ạ. RAM 4GB, bộ nhớ 32GB.
Con Note 5 này thì hình thức là máy đẹp là trên 90%. Bên mình đang bán với giá là 2.500.000 sản phẩm Samsung Note 5 này nhá. Note 5 màu gold. Màn hình con này là màn hình là 5,7 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K nhá. Cũng là độ phân giải màn hình là 2K, màn hình 5,7 inch. Độ phân giải là 2K. Note 5 thì quá là phê, quá là tuyệt vời nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 5 màu gold, màn hình 2K, độ phân giải gì nhỉ? Màn hình độ phân giải là 2K. Màn hình là 5,7 inch. Cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ 32GB này các bạn, nhanh tay làm mình sớm nhất nhá. Con Note 5 này bên mình đang bán cho bạn giá là 2.500.000. Rất là rẻ cho các bạn nhá. Đấy, Note 5 thì các bạn quá là tuyệt vời luôn. Quá là phê rồi. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ rất rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn thích sản phẩm bên mình có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ rất rẻ, các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và xin chúc bạn đã xem video mình buổi tối ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và xin chào và hẹn gặp lại tiếp tối ngày mai nhé các bạn nhé.